Thì cái lúc đó các bạn, tôi đang tìm trận ở trong tử chiến, thì lúc tôi bấm bắt đầu á, khoảng tầm gần 20 giây thì nó vô trận các bạn, ở cái danh gọi là 116 sao đại cao thủ. Thì có một cái ông gọi là Pilo một only này á, thì nhìn cũng bình thường thôi, tôi cũng không biết gì hết, tại vì tôi đang làm clip hướng dẫn test giả lập các bạn à. Thì ông đó có cái tích chữ V các bạn, cái này thì không có phát được. Cái tích chữ V này á, thì anh em có hướng dẫn cách để có ở trong cái gọi là sảnh chờ thôi, còn cái ở trong trận thì không có. Ở trong trận nó có mà có hiện hiện màu này là chỉ có những người hợp tác với Garena thì mới có thôi. Lúc này thì ổng bắt đầu lên bắn rồi, tôi thì vẫn đâu biết gì đâu, tôi vẫn đang test giả lập anh em ạ. Test giả lập gọi là test FPS làm sao cho nó lên 200. Thì hiện tại tôi đang gọi là test cái gọi là hành động, rồi là quay quay vòng vòng này, để tôi vô tôi bắn cho nó màu màu chút xíu đó, gọi là thích làm màu á. Đấy, cái hành động mà phải lắc lắc cái đầu mà tôi đang làm, đúng không? Tôi đang phải chỉnh cái gọi là macro để sử dụng nó, mà không phải sử dụng, anh chỉ là sử dụng thôi. Đấy, giờ là tôi làm xong rồi. Thì lúc này số 4 đã gục ngã trước cửa thiên đường, tôi bắt đầu lên đi bắn các bạn. Thì tôi lên đây thì tôi chưa bắn là tôi cũng kích hoạt trước cái macro của tôi đã. Sau đó tôi bắn các bạn. Bắn gục thì cái là quyết định là bắn cái thanh niên này. Lúc này thì tôi vẫn chưa nhận ra, thậm chí là sau khi tôi quay xong cái clip này, tôi cũng không nhận ra là tôi đang chơi với một YouTuber với gần 1 triệu follow các bạn. Có video 5 triệu view và rất nhiều video 2 triệu view, 1 triệu view. Đấy, nói chung là bạn này là cái trận nghiêng về bắn mobile các bạn. Bạn này bắn mobile. Và clip gần mới đây thì bạn ấy chơi bằng cái ad Pylon một only này và được tích chữ V. Bạn ấy chơi ở server Banlet. Vô tình là tôi cũng chơi ở server này và không biết là bạn ấy có làm clip sắp tới, bạn ấy có ra một cái clip nào leo rank tự chiến và có tôi trong đó hay không. Đấy, thì tôi cân ba rồi, chỉ còn một người nữa thôi mà không thể giúp cho bạn ấy lấy được cái sao rồi. Tại lúc này tôi cũng không có biết là tôi đang gặp idol, một idol gần 1 triệu follow, nhưng mà tôi lại cứ tưởng tôi gọi là tôi không quan tâm luôn. Tôi nhìn cái chữ V này tôi cứ nghĩ là anh em bây giờ phát được rồi. Nhưng mà tôi lên mạng tôi xem clip hướng dẫn có tích chữ V của mấy cái clip trên YouTube á, thì nó xạo liền các bạn, nó chỉ hướng dẫn cho cái tích chữ V ở sẵn thôi. Vô trận mà có tích chữ V thì chắc chắn là phải hợp tác, phải là một cái gì đó của Garena này mà. Và bạn này thì đóng góp khá là nhiều thứ ở bên server đó nên bạn ấy được tích chữ V cấp các bạn. Hiện bạn ấy thì bắn mobile, solo squad, những clip solo squad của bạn ấy khá là bắn hay nha, hồi đó gọi là cái thời đó phải là một cái gì đó các bạn. Đây, bây giờ bạn ấy bị bắn chết rồi. Bạn ấy bị bắn chết rồi nhưng mà tôi kè mè bạn ấy luôn. Nói chung là trận này hình như là tôi cũng thua hay sao á. Lúc này thêm cả số 4 chết nữa, tức là 2-2 các bạn. Tôi đang cầm lục bạc, khả năng cao mà tôi không biết sẽ ai sẽ thắng đây. Số 1 đã hy sinh. YouTuber 800.000 follow đã hy sinh ở trên mức rank đại cao thủ. Tôi nghĩ là mức rank đại cao thủ này với đối với mấy bạn mobile thì nó cũng bình thường thôi. Hôm bữa trên kênh livestream của tôi á các bạn biết chứ, thì không có một thằng tên Ngọc nó bắn mưa rô kinh khủng luôn, nó bắn mobile các bạn. Tôi nghĩ nó mà solo với ông Bilo này chắc ông Bilo này thua quá. Ui rồi ôi, tôi bắn hụt rồi các bạn, phải chạy. Bây giờ thì hiện tại trận đấu là 3-2, team tôi còn 3 người. Nhưng bên kia hai người, một người leo mấy nhà các bạn. Ui rồi nó bắn toàn vượt các bạn. Test giả lập bắn toàn vượt, tại vì test giả lập nhưng cái giả lập này giả lập mới mới đi các bạn. Bắn tôi bắn toàn vượt không. Rồi một vài trận nháo của tôi bị người bắn chết. Tôi không biết số 1 đang xem tôi rồi. Chắc chắn số 1 đang xem tôi. Xong rồi, toàn rồi. Số 3 đây phải bắn thua. Vậy là team tôi thua 2 ván rồi. Anh em nghĩ ván này chúng tôi có thắng không? Nếu mà anh em xem cái clip setting mới đi của tôi rồi, thì anh em sẽ biết là ván này tôi thắng hay không. Còn hiện tại là chúng tôi đang bị gọi là đi trước rồi, kèo trên rồi, người ta kèo trên rồi. Chúng tôi phải lật kèo các bạn. Tôi sẽ cùng với YouTuber 800.000 follow, gần 1 triệu follow, xem vào bản Anet Pilo Gaming lật kèo. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off. And
tràn ngập.